mang số X12, tên hiệu là Gemma, đây là dòng X8 nhé, còn X12. Với cái lỗi là máy mất tiếng. Và máy cũng đã qua anh em đã xử lý rồi. Mà khách thì xử lý về thì chạy được khoảng một thời gian thì lại mất tiếng lại. Tức là thực ra là nguyên nhân mất tiếng trên dòng X12 này nó có rất là nhiều nguyên nhân. Lỗi phần mềm cũng bị, lỗi phần cứng cũng bị, phần cứng thì có thể lỗi vỉ, lỗi nguồn, lỗi giải mã, lỗi phần bu te, lỗi phần hệ thống IC khuếch đại, nó rất là nhiều nguyên nhân cùng một hiện tượng lỗi, nhưng mà có rất là nhiều nguyên nhân dẫn đến lỗi, mọi người nhé. Mọi thông tin chi tiết về sửa lỗi mất tiếng trên dòng vàng X12 thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp theo số máy 0868 599 624 để gặp trực tiếp các đường dây của anh nhá. Và mọi người những ai chưa đăng ký kênh, nếu xem được video này mọi người có thể đăng ký kênh, như là hãy kích vào nút biểu tượng hình quả chuông thông báo để theo dõi kênh. Cảm ơn mọi người đã xem nhé.